Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Đã khá là lâu rồi chúng ta không bắt đầu với một clip review sách nha. Nên là hôm nay á, mình sẽ review với mọi người một quyển sách á, mang tên đó là Tâm lý học tội phạm của tác giả Stanton E. Seminell. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình chọn mua quyển sách này á, là mình muốn hiểu thêm về tâm lý của những tên tội phạm, rằng chúng đã suy nghĩ những gì khi mà hành động như vậy. Đối với quyển 1 này thì nó sẽ có 8 chương. Chương 1 là thất bại trong việc xác nhận nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Ở chương này thì có cực kỳ nhiều tư duy phản biện luôn nha. Những cái lời tuyên bố như là chơi game nhiều sẽ dẫn đến những cái hành vi bạo lực nè, nghèo đói là mẹ đẻ của tội ác nè, vân vân. Sau những cái lời tuyên bố chắc nịch ấy sẽ là những cái phản biện của tác giả, đưa góc nhìn của một nhà tâm lý chuyên về nghiên cứu hành vi tội phạm. Như là tội phạm thì nó không tập trung ở một khu vực kinh tế nào cả. Đa số người nghèo á thì không phải là tội phạm, trong khi á người giàu lại như vậy. Cũng ở cái chương này á sẽ đưa cho ta một cái thông tin, đó là vai trò của yếu tố sinh học cấu thành nên tội phạm. Não bộ á định hình tư duy, nhưng điều ngược lại, tư duy định hình não bộ cũng đúng. Chương 2. Cha mẹ không biến con cái thành tội phạm. Bạn không thể biết một đứa trẻ sẽ phát triển thành người như thế nào chỉ đơn giản bằng cách nhìn ba mẹ của chúng. Ở chương này á thì sẽ cho chúng ta hiểu thêm về những cái suy nghĩ nè, những cái tiếng lòng nè của người nhà tên tội phạm. Dù rất là đau lòng đó, song họ không từ bỏ con cái của họ. Nhưng chỉ có con cái của họ từ bỏ họ thôi. Và tội phạm á thường sẽ không trung thực. Và có rất là nhiều lý do họ có thể suy nghĩ ra để mà đổ tội. Chương 3. Áp lực từ bạn bè. Có phải á, là những bậc phụ huynh á, thường nghĩ á, là bạn bè thường là những cái người á, mà tác động tiêu cực vào những đứa con của mình không? Suy nghĩ như vậy á, thì cũng không sai hoàn toàn nha. Nhưng bạn đừng có quên rằng á, nếu con bạn không thực sự muốn, nếu con bạn không cảm thấy á, cái người bạn đó nó mang lại một cái thế giới mới cho những người con của bạn, thì không ai có thể tác động được vào cậu ta hết á. Nên lưu ý thêm á, đây là một cái mối quan hệ song phương nha. Chương 4. Trường học là địa ngục. Ở chương này á sẽ nói rằng những cái người có tư duy tội phạm á sẽ hành xử như thế nào, sẽ có lối suy nghĩ như thế nào tại nơi gọi là trường học. Chương 5. Công việc và tội phạm. Ở chương này á là cách một tên tội phạm đưa cái nhìn của bản thân về cái gọi là nghề nghiệp, sự kiện nuôi sống bản thân. Họ cố gắng làm việc và cả hái thành công á, nó như là một cách để mà họ che giấu cái tội ác đằng sau cái công việc đó, hoặc là thực hiện tội ác của họ một cách trơn tru nhất có thể. Và cũng với một số loại người khác có tư duy tội phạm á, thì họ quan điểm rằng á, cái hành vi phạm tội của họ như một cái công việc chính thức của họ vậy. Chương 6. Cuộc sống là con đường một chiều, con đường của tôi. Chương này á thì sẽ đi sâu vào thế giới quan của những tên tội phạm. Chương 7. Tình dục và mục đích chinh phục và xây dựng bản thân. Nếu mà mọi người để ý á thì ở trên góc của quyển sách này á sẽ có một cái biểu tượng 18 cộng. Thật, quyển sách này hơi trần trụi, nhất là đối với chương này. Những tên tội phạm thị dâm nè, phô dâm nè, hiếp dâm nè, ái nhì nè. Chương cuối cùng, cơn giận dữ bùng lên thành cơn thịnh nộ. Những tên tội phạm á thì có cái tôi rất là cao. Họ muốn người khác phải và buộc phải làm theo những điều mà họ muốn. Những điều mà người khác vô tình làm theo phật ý, như là vô tình lấn đường nè, rồi bấm kèn inh ỏi nè, thì đối với những người bình thường như chúng ta đây á thì cũng sẽ tức giận chứ. Nhưng ta chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, không như những người có tư duy tội phạm. Điều mà một người bình thường xem là phải có trong cuộc sống á, thì đối với những tên tội phạm á, thì họ phản ứng như một điều thảm khốc sắp xảy ra vậy đó. Chính vì luôn muốn người khác hành xử theo ý bản thân á, nên những tên tội phạm á, luôn tồn tại trong mình những cái cơn giận dữ và luôn luôn sẵn sàng bùng nổ thành một tội ác. Cách mà một người quan sát cơn nóng giận đang chảy trong người, những cái suy nghĩ của mình lúc đó, hay còn được gọi là cảm nhận nguồn năng lượng bản năng, đã được mình làm thành clip và mình để đường link ở phía trên.
cho những bạn tò mò muốn xem nha. Sau khi đi qua hết những cái chương của quyển sách này á, thì mình có cái cảm nhận rằng á, quyển sách này quá khác so với những cái tác phẩm trước mà mình đã được đọc. Dù á là đều chung đề tài là tâm lý học, nhưng kiểu ở những cái cuốn kia thì cho chúng ta thấy những cái cách cư xử nhã nhặn nè, có học thức nè, giàu tình người nè, và luôn có kết quả tốt đẹp. Còn ở quyển sách này á, thì những cái điều đó tưởng chừng như ngược lại luôn, đối nghịch lại luôn. Nuôi dạy một đứa con á, nó đã khó rồi, mà nuôi một đứa con á, mang cho mình tư duy tội phạm, nó còn khó cùng cực tới mức độ nào nữa. Kiểu đọc quyển sách á, giúp mình hiểu thêm về cái tiếng lòng, về sự bất lực của những vị phụ huynh, sự tự trách của họ và sự bị đổ lỗi của những bậc phụ huynh ấy. Tâm lý của những tên tội phạm sẽ bị bộc lộ ra ngoài khi họ bị đánh giá nè. Họ đều có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, cho gia đình, cho ba mẹ. Nó thật sự rất rất là khác so với tâm lý của những người bình thường. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này, và nếu mà thích thì hãy share chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết chiếc clip này, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình có cơ hội tạo nên một vài khác biệt trong cuộc đời của bạn. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.